Khi bắt đầu chương trình, chị Phượng xin giới thiệu cho các anh chị em mới vào. Phượng là dược sĩ Phượng Đoàn, sống ở thành phố San Luis. Nhưng hôm nay chị hơi thích ăn chơi, vẫn còn ở bên tour là chưa chịu đi về. Ở đây hơn một tuần rồi mà chưa chịu đi về. Nhưng mà hôm nay sẽ đi về. Nhưng mà bên hôm nay là Phượng rất là hân hạnh được đại diện đội nhóm Giết, các anh chị leader đội nhóm Giết cho Phượng cơ hội được lên đây chia sẻ về một cái những sản phẩm mà Phượng yêu thích nhất. Và còn hân hạnh hơn nữa là mình được có một cô khoa học gia tuyệt vời nhất trong Giết của mình. Phượng rất là ngưỡng mộ cô, vì các anh chị thấy đó, cô có một cái tầm kiến thức rất là rộng rãi. Không phải vì New Skin đâu không nha các anh chị. New Skin mình phải nói là cái kiến thức của cô quá rộng rãi, nhưng mà còn ngoài kiến thức về khoa học của cô còn khủng khiếp hơn nữa. Nhưng mà kiến thức trong cuộc sống của cô thì càng mê. Nhưng mà Phượng mê nhiều cô nhiều thứ lắm, nhưng mê nhất là cái tấm lòng của cô. Cô lúc nào cũng mở tấm lòng ra cho tất cả mọi người. Mà Phượng nói hoài Phượng không có chán á, là khi mà Phượng mới vô không biết chân ướt chân ráo, không biết cái gì hết, là cô là người thầy đầu tiên dạy dỗ cho Phượng. Hôm nay lên Facebook Live nói tí lia được như vậy là nhờ cô đó. Cho nên rất là yêu cô vô cùng. Rồi bây giờ con trả lại cho cô. Ok rồi vâng. Cảm ơn dược sĩ Phượng Đoàn cho mình là khoa học gia Hannah Hinton ở Mỹ trên 40 năm và phục vụ khoa học xét nghiệm 32 năm và đã từ chức và đi theo đuổi cái đam mê của mình đối với khoa học biểu hiện gen của công ty Pharmanex New Skin đã recruit được mình vô trong cái công ty này. Và bây giờ nó là một cái điểm đam mê mà mình có thể là mình rất là vui đã rời bỏ cái khoa học xét nghiệm. Mặc dù vậy, cái khoa học xét nghiệm, nhờ có cái khoa học xét nghiệm, kiến thức về khoa học xét nghiệm nó đã hỗ trợ cho mình cái sự hiểu biết tường tận về sản phẩm và cái công nghệ cao cường và những cái khoa học tuyệt vời tiên tiến trước thế kỷ của công ty Pharmanex New Skin. Và do đó mình appreciate, tức là mình đối với mình cái giá, mình hiểu được cái giá trị của những cái sản phẩm mình cho vào người mỗi ngày và kể cả trong lẫn ngoài, và mình hiểu được cái tiên tiến của cái khoa học của cái máy biophotonic scanner. Và đó là những cái mà về khoa học mà mình đi theo công ty này, nói chính ra là như vậy. Mình tự recruit mình vô công ty, mình từ công ty này là vì mình đi theo khoa học của công ty Pharmanex New Skin. Thì bây giờ hai cô cháu mình hôm nay được cái vinh dự là nhóm Gear giao phó cho cái nhiệm vụ là chia sẻ với quý vị về cái sản phẩm SS30. Thì cháu Phượng trong nhà có cái sản phẩm Jumpstart không, thì cháu đem ra hộ cô. Tại vì cô chia sẻ. Hết rồi, con đi chơi không có đem theo. Đúng rồi, ồ thế hả? Cô thì cũng đem theo về Việt Nam, thì tính là dùng trong một thời gian là như vậy, một tháng, nhưng mà bị không ngờ bị ở hai tháng, thành ra cô hết hàng. nhưng mà cô còn hai cái thứ khác. Chỉ có châm tót là cô không có. Thì các quý vị ơi, thì cái sản phẩm SS30 có nghĩa là SS stand for, nó có nghĩa là Slimming Solution. Mà kết quả thấy rõ rệt, rất rõ rệt, bảo đảm 100% 30 ngày. Là tại vì mình nói rõ rệt và bảo đảm 100% là mình là minh chứng sống. Và mình đã giúp được rất nhiều người có kết quả 100%, chưa có một trường hợp nào bị fail quý vị nha. Thành ra mình rất là hãnh diện, mà đồng thời đó cái sản phẩm này cực kỳ cao cấp nhưng mà quá rẻ. Quá không có mắc để mà rất có thể là affordable cho, nghĩa là đa số con người ta có thể hỗ trợ được, thì có thể dùng được. Phải không quý vị? Thì một ngày tốn tiền khoảng chừng 6.5 thôi. Nó rẻ hơn một bữa ăn. Nhưng mà nó thay thế được một bữa ăn mà nó cho mình những cái viên dược thảo mà mình dùng để giúp cho mình đốt mỡ tăng cơ, mà nó dựa vào khoa học của biểu hiện gene của công ty Pharmanex New Skin. Thì nói sơ qua là như vậy. Thì cái bộ SS30 là Slimming Solution này á, là nó có ba thứ. Là cái thứ nhất đó là Jumpstart, thì mình sẽ nói về Jumpstart và mình sẽ nhờ dược sĩ Phượng Đoàn nói về hai cái kia. Thì cái thứ nhất là Jumpstart, còn cái thứ hai đó là trong cái bộ chính của nó là Protein Boost. Nhưng mà mình là rất mê về cái Green Shake, thành ra mình vẫn còn ở Việt Nam thì mình khoe với quý vị ở đây thôi. Nhưng mà mình có thể dùng Protein Boost hoặc là Green Shake hoặc là Trim Shake đều được cả quý vị nhá. Còn cái sản phẩm thứ ba đi với cái này đó thì là Tea Green. Thì cái Jumpstart mình hết rồi, thành ra mình không thấy ở đây, nhưng mà đây là hai cái sản phẩm sau này dược sĩ Phượng Đoàn tí nữa sẽ trình bày với quý vị. Thì bây giờ ở đây đó mình sẽ nói đó là ba cái sản phẩm mà nó nằm ở trong cái bộ Slimming Solution. Nhưng mà bây giờ đó, để mà trước khi mà quý vị có quyền được quyền mua cái bộ này đó, quý vị phải bằng lòng committed, bằng lòng nghĩa là cam kết ba điều cho tụi mình. Là cái thứ nhất là gì, là phải thay đổi cách ăn uống theo cái phương pháp rất là, cách ăn uống cũng rất là cực kỳ dễ, phải thay đổi cách ăn uống, phải làm
Tại vì những cái gì mình làm ngày xưa sai, mình bây giờ mới bị nặng cân hoặc là béo phì. Thành ra mình phải thay đổi cách ăn uống là cái trước nhất phải làm. Cái thứ hai là phải tập thể dục mỗi ngày. Chỉ có 4 phút thôi quý vị. Còn nếu mình muốn đi nhanh hơn thì mình có làm mỗi một cái bài như vậy là 4 phút đã có sẵn, đã thiết kế sẵn cho quý vị làm. Cực kỳ dễ luôn. Không có cần đi ra gym, làm ngay tại nhà, làm ngay trong tiệm nail ngay, làm ngay trong văn phòng. Chỗ mình làm việc bất cứ lúc nào 4 phút. Và làm càng nhanh theo những cái động tác, 4 động tác thôi mà làm càng nhanh càng tốt, nó có kết quả. Và cái thứ ba là sản phẩm, là cái ba cái thực phẩm bổ sung mà tụi mình mới nói với quý vị ha. Thì quý vị phải trong đầu óc phải có một cái tư duy sẵn sàng là tôi bắt đầu muốn được giảm mỡ tăng cơ để có thân hình thon gọn và đẹp, và để có sức khỏe tốt hơn, để giảm mỡ máu, giảm mỡ gan, giảm tiểu đường, giảm cao huyết áp, và trí nhớ tốt hơn, đầu óc minh mẫn hơn. Để được những cái đó quý vị sẽ được có sau khi lên cái SS30. Nhưng mà quý vị phải cam kết làm cả ba, thiếu một cái cũng không được quý vị. Đừng có thiếu exercise, đừng có thiếu tập thể dục, mà đừng có thiếu ăn uống đúng. Và cái thứ ba đó là ba cái đó, cái thứ ba mới là thực phẩm bổ sung, thì nó đi theo thứ tự là như vậy nha quý vị. Thành ra cái thực phẩm bổ sung á, nó hỗ trợ rất nhanh cho mình, và nó làm cho cái hai cái giai đoạn đầu của mình là ăn uống đúng và cái tập thể dục nó hiệu quả nhanh hơn, và mình đạt được kết quả. Mà khi mình đã kết quả mình đã xuống rồi đó quý vị, mình đi theo chính xác ba cái bước đó, ăn uống đúng, tập thể dục và dùng sản phẩm bổ sung đều đặn, bảo đảm với quý vị cả đời quý vị sẽ có thân hình thon gọn và đẹp. Quý vị lên mạng của Phượng Đoàn với mình á, tụi mình ngày xưa như thế nào và bây giờ như thế nào, có hết hình ảnh minh chứng. Và mình cũng có rất nhiều khách của mình, cả khách Mỹ lẫn khách Việt Nam đều có minh chứng ở trên mạng. Quý vị cứ lên mạng điều tra quý vị ha. Thì bây giờ để dành thì giờ cho quý vị, thì mình được cái hân hạnh nói về cái châm stop ngày hôm nay, nói về thành phần và cái áp dụng của nó cho quý vị nhá. Là tại vì cái lý do đây là một cái sản phẩm mình vô cùng mê, và mình đã dùng từ cách đây cả mấy năm, khi mà bắt đầu ra chung với cái bộ mà TR90 á, tức là TR90, tức là Transform Yourself in 90 Days, cái bộ giảm ký kia, mắc tiền hơn rất nhiều, nhưng mà cái bộ châm tọt nó ra cùng với cái đó, và mình dùng cho tới nay là chắc cũng khoảng 3 năm rồi. Thì gần như là mình dùng gần như mỗi ngày quý vị, chỉ thỉnh thoảng mới quên thôi. Nhưng mà mình quyết định mình dùng nó suốt đời còn lại, tại vì cái thành phần của cái bộ, của cái sản phẩm châm stop này, châm có nghĩa là nhảy đó quý vị tiếng Việt Nam, còn stop là bắt đầu. Tức là quý vị có thể tưởng tượng đây là một cái sản phẩm mà nó giúp cho cái mình, cái ý nghĩa của nó như vậy là tại vì nó giúp cho mình bắt đầu cái ngày mới của mình với một cái sự nhảy, tức là một cái sự có nhiều năng lực cho mình. Và cái công dụng của nó là giúp cho mình bắt đầu một cái ngày với nhiều năng lực sẵn sàng, và nó hỗ trợ cho cái bộ óc mình sẵn sàng, nghĩa là không có bị stress, không có bị căng thẳng để mà bắt đầu carry out, tức là đi theo đuổi cái chương trình giảm ký mà mình giảm mỡ tăng cơ mà mình bắt đầu mình làm. Thành ra cái jump start, cái ý nghĩa của nó là như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị tìm hiểu cái thành phần của nó, quý vị sẽ vô cùng giật mình, là tại vì nó có rất nhiều thứ mà cần thiết cho cơ thể của mình. Thì jump start nó có 4 thành phần quý vị. Cái thứ nhất đó là gai lê, tức là prickly pear, thì tí nữa mình nói riêng từng thành phần một, thì 4 thành phần là gai lê. Cái thứ hai là nghệ tây, cái thứ ba đó là trái lục, và cái thứ bốn là cam đỏ quý vị nhé. Thì đó là 4 thành phần chính của cái châm sọt này. Thì mình nói cái thứ nhất nhé, là gọi là cái gai lê đó, gọi là tiếng Anh là prickly pear, là nó từ cây xương rồng quý vị. Nó từ cây xương rồng, và nó là một cái trái gai lê này, nó là một cái loại trái cây màu hồng ở trên cái cây xương rồng. Cái cây đó mà quý vị thấy cái hình trái, cái trái gai lê nằm trên cây cực kỳ đẹp quý vị. Và nó là như vậy. Thì cái công dụng của nó đó là nó có tác dụng là lower cholesterol, tức là làm giảm cái mức độ cholesterol trong người mình, improve, và nó làm gia tăng cái hệ thống tiêu hóa của mình, tức là nó làm cho cái sự tiêu hóa tốt hơn. Và sau đó cái thứ ba đó là nó giảm cái nguy cơ bị tiểu đường cho mình, tức là nó làm cho điều hòa cái lượng đường trong máu mình. Và cái thứ bốn là nó boost, tức là nó làm cho cái hệ thống miễn nhiễm của mình, boost cái immune system của mình, tức là nó gia tăng cái hệ thống miễn nhiễm, nó làm cái hệ thống của miễn nhiễm của mình khỏe hơn. Và cái kế tiếp là cái thứ năm á, là nó kích thích cái hệ thống xương của mình được tăng trưởng một cách tốt đẹp nha, tức là chống loãng xương quý vị, nói tóm lại là như vậy. Mà ngoài ra đó, cái gai lê này nó còn làm mạnh, strengthen cái blood vessel của mình, tức là nó làm mạnh cái hệ thống mạch máu trong người mình. Và tiếp tục nữa đó là nó chống ung thư, tại vì cái hệ thống cái tính chất oxy hóa rất là mạnh của nó.
và đồng thời nó vẫn nó còn tiếp tục hỗ trợ về cái chống mất trí nhớ, là chống bệnh Alzheimer. Rồi cái mạnh nhất á, là nó chống weight loss, tức là nó hỗ trợ trong cái weight loss, tức là nó làm đốt mỡ cho mình quý vị. Và cuối cùng là nó chống viêm trong người mình, viêm đâu là nó phòng chống được hết, nó làm giảm hết. Thì cái đó là tác dụng của trái gai lê không mà quý vị đã thấy nhiều như vậy, thấy kinh hồn chưa nhá. Rồi cái tiếp tục cái thành phần thứ hai đó là nghệ tây. Nghệ không phải là nghệ quý vị thấy hàng ngày đâu, cái này là nghệ tây. Nó là một cái chất mà nó lấy ra từ cái plant, tức là cái thực vật đó, cái cây thực vật gọi là crocus sativa quý vị. Thì cái nghệ này là nghệ tây, thành ra nó khác hẳn những cái gì quý vị thấy bên ngoài nhá. Rồi cái thứ nhất đó, công dụng thứ nhất của nghệ tây này á, là nó làm suppressing cái appetite của mình, tức là nó làm cho mình không có thèm ăn vậy. Cái thứ hai là đốt mỡ cho mình, và cái thứ ba nó làm cho mình không có bị thèm ăn đường, không có thèm ăn ngọt quý vị. Và cái thứ bốn nó improving, là nó làm cho mình tốt hơn về cái vấn đề mood đó, improving cái mood của mình, tức là nó làm cho mình không có bị quọ quọ. Và cái thứ năm là nó giúp cho mình ngủ ngon quý vị ha. Và minh chứng được thấy là bởi năm 2010 cái khảo cứu của cái này là cái tài liệu mình đọc ra từ PubMed đó quý vị, tức là cái chỗ mà nó chứa những tin tức về khoa học và y khoa mà do cái National Health Institute điều khiển đó, của cái hội nghị cơ quan khoa học sức khỏe Hoa Kỳ. Thì PubMed có nói rằng có một cái từ 2010 research đó, có một cái research đó mà nó chứng minh rằng đó, cái chất nghệ tây này á, nó hỗ trợ, nó làm minh chứng trên một nhóm đàn bà khỏe mạnh nhưng mà béo phì. Thì nó đã minh chứng rằng, đã thấy rằng cái chất nghệ tây này có tất cả những cái đặc tính mình vừa nói trên, cộng với nó thật sự là đã giảm cho cái tật ăn vặt của những người mà làm cho người ta bị béo phì, và do đó những người này có kết quả tốt là giảm mỡ nha quý vị ha. Rồi thì cái đó là xong. Ngoài ra đó, nghệ tây nó còn chống cái, hồi nãy mình có nói rồi, thì phải chống cái sự mất trí nhớ là Alzheimer, và đồng thời nó chống, nó hỗ trợ được cái sự depression, chống cho mình trầm cảm. Thành ra đa số những khi mà mình diet đó, mình giảm ăn, mình diet đó, mình hay bị trầm cảm, thì nó cái nghệ tây nó chống lại cái sự đó. Thành ra đó là do đó nó được có nằm ở trong cái jump start là vì vậy quý vị nhá. Rồi bây giờ mình nói thành phần thứ ba là trái lựu. Trái lựu nó có rất là nhiều dinh dưỡng quý vị. Những dinh dưỡng thứ nhất là gì? Fiber là chất xơ tốt cho hệ thống tiêu hóa của mình quý vị nhá. Cái thứ hai là protein, nó có chất đạm ở trong đó là tốt cho cơ bắp của mình. Cái thứ ba là vitamin C, là hỗ trợ chống cảm, chống cho hệ thống miễn nhiễm của mình, chống bệnh lặt vặt cho mình. Cái thứ tư là vitamin K đó, là vitamin K tiếng Mỹ á, là chống cho mình không có bị chảy máu, chống làm cho đặc máu, làm cho máu đông hơn bình thường, nó nhanh hơn bình thường. Tức là khi mình bị cắt tay thì tay mình được đông á, là tác dụng của vitamin K và một vài thứ khác nữa. Và cái thành phần khác nữa là folate là một cái chất mà để cho giúp cho mình tạo ra cái hồng huyết cầu, tái tạo hồng huyết cầu cho cơ thể mình. Và một cái dinh dưỡng khác, một cái chất dinh dưỡng khác trong cái chất trái lựu này là potassium, là chống co cơ cho mình quý vị nha. Nó hỗ trợ cho cái sự tập thể dục mình không có bị co cơ đó, quý vị nha. Rồi ngoài ra còn hai chất khác rất là quan trọng trong cái trái lựu đó là puny collagen, là nó có tác dụng, nó là một cái extremely powerful antioxidant, tức là nó là chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh trong cái chất juice của trái lựu, và do đó nó mạnh gấp 3 lần rượu đỏ và gấp 3 lần trà xanh quý vị nha. Thì do và cái tác dụng của nó đó, áp dụng của nó là gì, là chống viêm nha quý vị, chống viêm. Và do đó nó nhờ cái tác dụng chống viêm á mà nó hỗ trợ cái sự chống viêm trong cái đường ruột của mình, và nhờ cái tác dụng chống viêm mà nó chống được cả ung thư vú và ung thư đường ruột và ung thư prostate cancer cho đàn ông quý vị nhá. Và đã được minh chứng là nó hỗ trợ trong cái chống ung thư về prostate, và đã làm cho giảm sự chết nữa nhá. Rồi ngoài ra nó còn cái trái lựu này nó còn chống cái arthritis, tức là chống những người bị joint với lại đầu gối bị đau á, bị viêm khớp, viêm này viêm kia đó. Rồi nó hỗ trợ chống bệnh tim, và đồng thời nó hỗ trợ mất trí nhớ, và đồng thời nó hỗ trợ cho khi mình tập thể dục á, thì mình có năng lực nhiều hơn. Bởi vậy nó include, bởi vậy nó mới được gồm vào trong cái sản phẩm Jumpstart này là như vậy quý vị. Và một cái chất cuối cùng mà mình nói hồi nãy có thêm hai chất nữa đó là puny collagen. Cái chất thứ hai á, là punicic acid, thì nó ở trong cái nó là chất oil của cái trái lựu, và nó là fatty acid
mà nó là fatty acid tốt, tức là chất béo tốt mà cơ thể mình cần. Tại vì cái tên hóa học chính của nó là linoleic acid, là rất cần trong cái nhiều cái tác dụng mà sinh hóa trong con người, mình cần cái linoleic acid này quý vị. Rồi, cái thành phần thứ 4 của trái lựu á, là red orange, tức là cam đỏ. Thì tên hóa học của nó là citrus sinensis, quý vị ha. Thì các công dụng của nó, áp dụng của nó là gì quý vị? Chống cao huyết áp, chống đột quỵ, improve cái cholesterol, tức là làm cho cholesterol của mình giảm mỡ, quý vị nha. Thì nó làm cho giảm mỡ xấu và hỗ trợ trong cái tăng mỡ tốt. Rồi, bốn cái đó là công dụng áp dụng cô vừa nói xong. Thì bây giờ cô bắt đầu mời dược sĩ Phượng Đoàn nói về thành phần và cái áp dụng của hai cái chất kia nha cháu. Cô nói có một thôi, cháu nói hai, tại vì cô lớn tuổi hơn, cô phải nói ít hơn. Cô nghe cô nói mà cô mê quá trời. Con nghe các anh chị thả tim á, là rất cũng mê giống con vậy đó. Con nghe có nhiều điều lắm. Con nghe từ một người tiêu dùng và con nghe từ một người distributor, những nhà phân phối của công ty. Cho nên con rất là mê. Các anh chị thấy cô khoa học gia rất là thorough, là tường tận, không chu đáo, thông tin gì cũng biết hết. Và cô rất là tuyệt vời. Nhưng ngoài những cái thông tin tuyệt vời này mà Phượng rất là mê lắng nghe cô nói đó, từ một người tiêu dùng là cô với lại Phượng rất là mê cái chương trình này. Thì cô Phượng không phải là chỉ có kết quả từ cái cơ thể của mình mà còn cái kết quả ra tiền nữa cô hả? Đúng rồi cháu. Cho nên cô cháu Phượng rất là mê cái sản phẩm này, là như vậy, nó vừa làm cho mình đẹp mà nó vừa làm ra tiền cho mình nữa. Cực mà cái điều mà cô nói con thích, con rất là thích, đó là khi cô nói á, chương trình nào sản phẩm của mình tốt cách mấy đi nữa nhưng mà mình cách tư duy mình không đúng nó sẽ không ra kết quả. Khi mà cô nói là phải cho cài đặt cái tư duy mình vô, phải làm cho có kết quả mình mới có kết quả. Có nghĩa là mình phải theo chương trình như cô nói, là mình phải ăn uống đúng, mình phải dùng dược thảo điều đặn theo chương trình, và mình phải tập thể thao, mình không thể nào thiếu cái nào hết. Và điều đó là và Phượng thấy rất là hay, tại vì mình trong đây là mình toàn những người distributor, những nhà phân phối của công ty, chứ không phải là mình người đi những người khách hàng không. Thì cái điều quan trọng ở đây là khi muốn có một kết quả gì, không phải trong cái sản phẩm SS30 đi không, mà trong kinh doanh mình cũng vậy các anh chị. Mình phải đặt, cài đặt cái tư duy đúng, mình mới làm ra kết quả được. Con rất là cảm ơn cô Anna nói đến điều đó. Vì không có thể nào hai cô cháu mình xài sản phẩm xong mà càng ngày càng ú phì ra, lên đi nói đội nhóm cũng không nghe nữa, chỉ nói chỉ là người ngoài, phải không cô? Phải có cam kết. Cho nên, là cái điều này cô khoa học gia dạy rất là chí lý, là phải cài đúng cái tư duy mới có kết quả các anh chị nhé. Rồi, bây giờ đến phần tên phần thứ một phần dự thảo kế tiếp đó, là protein boost hay là green shake hay là vanilla shake đó. Những cái mà protein đó, thì chẳng có protein một cái một bài sau, hay là những cái shake giống như green shake. Phượng cũng nhắm cô khoa học gia rất là thích green shake, trong đó có nhiều flavor lắm, nhưng mà Phượng thích nhất là cái green. Và vậy nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng ở trong đó các anh chị, nó chất lượng cao hơn tại vì nó có nhiều chất green. Và tại sao chất green quan trọng á? Xanh á, thôi tiếng Việt tiếng Anh trộn chung thôi. Những cái chất xanh quan trọng thì vì nó có rất là nhiều chất antioxidant. Mà để thì nói về chương trình này riêng á, để thành canh vậy nha, mình còn 11 phút. Nói về cái chương trình SS Study này á, mục đích chính mình dùng á là để giảm mỡ và tăng cơ. Và mình cần một cái scoop á, trong đó có một cái scoop là một cái muỗng, cái gì đó, cái cup ở trong đó đó, trong đó có sẵn đó các anh chị. Là khi mà anh chị múc một cái đó thì là 15 gram. Khi mà các anh chị dùng cái đó là dùng buổi tối, ok, mình và làm ban ngày như chương trình này. Buổi sáng các anh chị dạy các anh chị ăn điểm tâm, phải không? Rồi các anh chị dùng gym start ha, là cái chương trình như vậy. Xong rồi à, buổi trưa thì các anh chị cũng có thể ăn lunch, ăn trưa của mình đó ha, là không có dùng cái gì hết, chỉ đến như đó thôi. À, chỉ có, nhưng mà cách ăn á, thì chút xíu mình phải lại lại xem là cách ăn như thế nào. Và buổi tối á, trước khi đi ngủ quan trọng nha, điều rất là quan trọng, phải trước 7 giờ tối. Cái điều này là cái trước là chỗ mà cô khoa học gia nó là cái tư duy phải đúng là chỗ này nè các anh chị. Sau 7 giờ tối không được ăn gì nữa nha. Trước 7 giờ tối các anh chị dùng một cái scoop này để làm thấy bên binder của mình. Nhưng mà để bên để đốt mỡ một cách có hiệu quả nhất, để chương trình có kết quả nhất, thì các anh chị không chỉ có uống cái shake này không, một cái shake chứ không có đủ. Tại vì để đốt mỡ đó thì các anh chị phải cần 30 gram of protein, nó mới bớt được bên được mỡ nhiều.
và để mà một cái scoop á thì có 15 cái gram thôi, cho nên các anh chị cần ăn thêm một, muốn thêm một chút xíu protein nữa, chẳng như cái mà tốt nhất là cá, cá salmon rất là tốt. Cá salmon tiếng Việt là gì cô? Cá hồi. Ok, cá hồi. Hình như vậy. Các anh chị nào thấy đúng thì nhắn đúng, còn nếu sai thì sửa giùm. hình như vậy, hai cô cháu mình. Nếu mà bao nhiêu là mình biết làm sao mình biết cái này bao nhiêu là 15 gram đúng không các anh chị? Là cái bàn tay của mình như đây nè anh chị, từ đây đến đây nè, từ như đây và tới trình tích như đây nè là 15 gram. Đó, mình đoán như vậy là được. Rồi các anh chị đúng rồi. Scoop nữa. Dạ. Thì đó như vậy á là đủ, hai cái cộng lại là đủ. Nhưng mà phải ăn trước 7 giờ tối nha, điều đó rất là quan trọng. Có nhiều người gọi Phượng hỏi chị ơi, nhưng mà em đi làm về em không có về nhà trễ rồi em ăn chút xíu được không? Phượng nói no. Nếu mà các anh chị không làm được không nên mua sản phẩm này, tại vì các anh chị sẽ làm không có hiệu quả rồi nói là Phượng nói sai, cho nên phải cam kết trước 7 giờ dùng sản phẩm, sau đó không được dùng nữa. Rồi không, sau 7 giờ mà ăn là cô chấp, rồi không chịu trách nhiệm đâu nha. Yep. Okay. Rồi cái tea green á là 4 viên, các anh chị uống 4 viên tea green trước khi đi ngủ, có nghe uống xong 4 viên đó rồi đi ngủ, không ăn uống gì nữa hết ha. Ok. Rồi cái chức năng của cái protein hồi nãy vừa mới nói sơ đó là nó burn fat, tại vì nó cần 30 gram để burn, mà theo khoa học nghiên cứu đàng hoàng chứng minh, không phải chỉ có công ty New Zealand chứng minh được đó. Cái kiến thức mà 30 gram để burn fat, các anh chị có thể kiếm tất cả mọi nơi đều chứng minh được điều đó hết, là cho nên cân 30 gram. Nhưng mà Phượng nói một chút xíu cái ăn gian của Phượng là Phượng không có ăn, tại vì Phượng dùng Phượng cho hai cái scoop là 30 gram khỏe lắm các anh chị. Nên Phượng mua hai cái, Phượng không mua một hũ đâu, Phượng mua hai hũ, một bộ Phượng mua hai hũ. Bà chồng Phượng ngoài bắt em suốt ngày tạo vai giùm ha. Yeah. Cái đó là tại sao mình dùng cái shake như vậy. Ok. Và ok, còn 7 phút. Rồi cái thứ cách như vậy mình đại khái, nếu mà nói về clean shake thì có nhiều benefit lắm, như cô học gia nói hồi nãy đó, mọi cái gym start không, mà tại sao nó có rất là nhiều cái quyền lợi khi mà các anh chị xài, không phải chỉ giảm cân không, không để không phải chỉ có cái slim and solution trong 30 ngày không, một cái body tone gọn trong 30 ngày, mà giúp mình rất là nhiều các anh chị. Đó là tại sao cô khoa học gia giúp mình không bị bệnh gì mà xài đủ thứ sản phẩm, tại vì nó tốt cho cơ thể của mình. Rồi. Dạ cô. Cô tính xin bổ túc là cái cách với Phượng ăn á, là với Phượng Đoàn á, là cách ăn uống của mình á, Phượng là phải ăn nhiều rau không, rồi dạ. Trái cây thì ăn lý mịch tịch thôi, tùy cái loại trái cây mà mình có bệnh sẵn thì mình ăn, nhưng mà rau thì ăn vô tư quý vị hả Phượng ha. Rồi sau đó là như Phượng nói là cái số lượng protein là Phượng mới chỉ bảo các anh chị rồi đó, là 30 gram một ngày, và ăn có thể uống 2 scoop một ngày là cũng xong, 2 ly shake hoặc là gì đó ha, hoặc là ăn uống một ly shake cộng với một phần bằng này nhá. Cái đó là đúng rồi, nhưng mà cái điều rất là quan trọng các quý vị phải nhớ đó, không được ăn nhiều, ăn đường, không được ăn đường, tất cả những cái thức ăn gì có đường phải chạy. Rồi cái thứ hai đó là không được ăn nhiều tinh bột, phải không Phượng? Phải tránh tinh bột, tức là bún cá, bún bánh mì, phở gì đó, càng giới hạn ít càng tốt. Mình cứ ăn càng ít thì mình càng giảm mỡ nhanh, phải không Phượng? Và tăng cơ nhanh. Cái đó là cái mà mình đừng bao giờ quên, là hai thứ là kẻ thù của tụi mình á, là tinh bột và đường. Quý vị nha, có vậy thôi. Phải không Phượng? Cô còn quên gì nữa không? Thì Phượng nhớ nói ra. Dạ, cảm ơn cô nhắc nhở. Cái điều mà một trong những cái điều đặc biệt của chương trình SSD là mình cách ăn uống mình phải thay đổi. Và thay đổi như thế nào các anh chị, ngoài hai cái yếu tố mà cô khoa học gia mới nói đó, nhưng mà để làm cái chuyện đó đó nó không dễ làm đâu các anh chị. Mình thích ăn bún măng phở dữ lắm, biểu bỏ là không có thể nào 30 ngày mà không ăn được, đúng không các anh chị? Đó đối với Phượng là cho nên, nhưng mà tại sao chương trình SSD nó rất có hiệu quả là vì cách ăn uống mình thay đổi chút xíu. Ví dụ như cô mới nói nè, trước khi các anh chị ăn điểm tâm, mình có thể ăn phở. Con có ăn đó cô, con ăn gian lắm, con có ăn đó. Mình có ăn, nếu ăn cơm, bất cứ thứ gì mà mình thích, mình có thể ăn. Nhưng mà ăn như vậy nè các anh chị ăn lâu trước ha. Mình trước khi mình bắt đầu buổi sáng, trước khi mình ăn điểm tâm, hay ăn trưa, hay ăn tối, mình làm như vậy nè. Uống một ly nước chùm tưởng, ít nhất là 8 ounce, là 240ml á.
Ít nhất một cái ly như vậy, một nước lạnh dùng Phượng một ly. Uống như đó là đã no rồi đúng không? Xong rồi các anh chị ăn nhiều rau vô, rau nó cũng no nữa. Cho đến khi các anh chị ăn phở là đâu có ăn được nhiều đâu. Thì chúng ta cũng biết không được đúng không? Đó là như vậy đó, rồi tại sao chương trình mình ăn được. Nhưng mà đến khúc đó là các anh chị no dữ lắm rồi, không ăn được nhiều đâu, cho nên đừng có lo. Thành ra cô nói là có thể ăn nhưng mà ăn giới hạn là vì vậy. Thành ra các quý vị đừng có ghét cô. Mà ăn như kiểu Phượng thì cũng phần cũng no rồi, không còn ăn gì được nhiều khi mà ăn cuối cùng nhá. Thì không ăn được nhiều đâu, cho nên sao đó các anh chị. Cho nên tại sao SS30 nó có hiệu quả là như vậy các anh chị. Cho nên cái quan trọng á, ăn theo cái chương trình, đúng chương trình. Cho nên các anh phải nhớ nhá, một ly nước trước khi mình ăn, một ly nước và ăn rau cải nhiều rồi mới ăn breakfast, cái món gì đó mình thích. Okay, buổi sáng là đơn giản vậy thôi. Buổi trưa ăn cũng y chang như vậy, một ly nước, ăn nhiều trái cây, ăn nhiều rau quả và ăn một món ăn nào đó mình thích. À, như cơ khoa học gia nói, mình cố gắng ăn ít đường và ăn bớt tinh bột thì nó sẽ có kết quả cao hơn. Có nghĩa là các anh chỉ có quy này, nhưng mà các anh chị hiểu dùng Phượng và cơ khoa học gia là các anh càng dùng nhiều cái đó thì cái kết quả của anh chị nó càng thấp. Chỉ có vậy thôi, không phải là không có kết quả. Thì mình mới giải thích xong là mình cứ shake rồi ăn một chút xíu protein là đủ. Còn như Phượng thì dùng 2 scoop là xong. Và trước khi đi ngủ thì 4 viên trà xanh. Còn 3 phút là 4 viên trà xanh. Trà xanh nó có rất là nhiều hiệu quả, có nhiều cái benefit lắm, có nhiều cái lợi ích lắm các anh chị. Nhưng mà hết giờ rồi, cho nên Phượng chỉ muốn tóm tắt á, là trà xanh á, tại sao mình dùng cho cái chương trình này của mình á, là vì nó làm cho tan mỡ. Mà không trong khi mà các anh chị về, từ mua từ công ty về, không phải có nhiều người gọi đến hỏi Phượng, nó là trong đây nó ghi là 1 đến 2 viên 2 lần một ngày mà chị uống như vậy hả? Phượng nói không, phải uống 4 viên dùm Phượng. Và các anh chị nha, không cần uống buổi sáng, không cần uống buổi trưa, trước khi đi ngủ uống hết 4 viên. Như vậy nó sẽ có kết quả rất là cao. Mà tại sao mình phải dùng 4 viên trước khi đi ngủ? Tại vì cơ thể của mình nó bào chế ra chất mỡ nhiều nhất từ 12 giờ trưa đến 6 giờ sáng. Cho nên các anh chị dùng trước khi mỡ là sẽ có kết quả rất là cao, nó bơm mỡ rất là nhiều. Cho nên đó là tại sao mình dùng hết những cái mạnh của trà xanh để bơm chất mỡ cho mình. Và tại sao có hiệu quả trong cái chương trình SS Study này, có nghĩa là khoa học đã nghiên cứu kỹ rồi các anh chị đừng lo. Khi mà người ta ra chương trình, người ta đã nghiên cứu rồi ha các anh chị ha. Đó là mình có phép bút. Không biết bây giờ cô cần bổ sung gì không? Đó là cái chương trình như vậy. Nếu mà các anh chị còn cần gì hỏi thêm thì có thể nhắn tin cô khoa học gia giúp Phượng thì có thể nói rõ hơn cho các anh chị. Vâng, thì cô chỉ nói là thỉnh thoảng có những người gọi là con làm ca đêm thì sao, ban ngày con ngủ và ban đêm con thức thì làm sao mà ngừng ăn trước 7 giờ được. Thì cái lối trả lời của cô là tùy theo cái giờ đi làm của mình. Nếu mình là cái dân làm ca đêm á thì mình chỉ canh 3 tiếng hoặc là 4 tiếng trước khi mình đi ngủ á, thì mình đừng có ăn gì cả. Và trước khi mình đi ngủ 15 phút hoặc là 30 phút á, thì mình uống 4 viên trà xanh rồi mình đi ngủ. Thành ra làm ca ngày ca đêm không thành vấn đề quý vị, phải không? Thì đa số người ta làm ca ngày, thành ra mình mới dùng chữ 7 giờ đêm. Nhưng mà thực sự quý vị nào mà làm ca đêm, như ở đây có một số y tá mà cô quen họ làm ca đêm á, thì họ nói như vậy làm sao họ dùng cái 7 giờ đêm là sao. Thì cô nói không, như vậy thì 3 cho tới 4 tiếng đồng hồ quý vị đi ngủ á, thì quý vị mới dùng cái trà xanh nhá, và không ăn trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ trước khi mình leo lên giường ngủ một giấc dài, không? Thì đó là câu trả lời cho những quý vị mà làm ca đêm nhá. Rồi thì chắc là mình cũng nói xong xuôi hết rồi đó Phượng. Cảm ơn cô rất là nhiều. Thấy không, Phượng mời cô lên có lý do không? Lời cô. Ok. Cô bảo đảm với quý vị đó là một tháng là có kết quả nếu quý vị đi theo nghiêm túc nhá. Một tháng là có kết quả vậy thôi. Hả? Rồi nếu mà mình tập thể dục làm đúng 3 điều á, và ăn uống chuẩn á, là một tháng có kết quả 100%. Cô chưa bị fail người nào bây giờ nhá. Thành ra đa số những người nào mà không có kết quả trong vòng 1 tháng đầu, tháng thứ 2, tháng thứ 3 cũng sẽ có. Mà nếu quý vị càng béo phì á, thì cô đề nghị là cách nhanh nhất là bỏ đường hẳn và bỏ tinh bột hẳn để cho nó xuống nhanh hơn, và tập thể thao thay vì 4 phút mỗi ngày thì mình tăng lên 8 phút hoặc là 12 phút. Chuyện đó rất là dễ. Nếu quý vị, và quý vị có thể đu thêm, nghĩa là đu thêm more recreative về cái tập thể dục á, đu cái push up á với lại cái plank exercise đó. Plank đó quý vị làm plank với lại push up đó, hai cái đó nó hỗ trợ trong cái sự giảm ký rất là nhanh nha. Thì cái đó là cái cô cần thêm vậy thôi. Rồi thì tụi mình hết giờ rồi hết Phượng hả? Dạ
Dạ, cảm ơn cô nhiều và cảm ơn tất cả các anh chị em đã có mặt hôm nay. Ok, bye nha. Dạ, xin chào ạ. Dạ.